Xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách khôi phục lại cài đặt gốc khi mất mật khẩu. Để khôi phục lại cài đặt gốc, các bạn làm như sau. Chúng ta dùng remote chọn quản lý ứng dụng. Chúng ta vào cài đặt, chúng ta mở ứng dụng. Sau đó chúng ta kéo xuống, chúng ta tìm thư mục sao lưu và đặt lại. Chúng ta di chuyển sang, chúng ta chọn đặt lại về dữ liệu gốc. Chúng ta di chuyển xuống, chúng ta chọn đặt lại máy tính bảng. Chúng ta chọn xóa mọi thứ. Box đang khôi phục lại cài đặt gốc, ta đợi. Sau khi box khôi phục xong cài đặt gốc thì đưa chúng ta đến màn hình chọn ngôn ngữ sử dụng. Lúc này thì giữa box và điều khiển của chúng ta đã bị mất kết nối. Bây giờ chúng ta mới tiến hành bê lại điều khiển để sử dụng. Để bê lại điều khiển, các bạn ấn như sau. Ta ấn đồng thời hai phím menu và back. Khi nào đèn xanh nháy chúng ta thả tay ra và đợi tới khi nào đèn xanh dừng hẳn. Chúng ta bắt đầu di chuyển để chọn ngôn ngữ. Đèn xanh dừng hẳn, chúng ta bắt đầu di chuyển chọn ngôn ngữ. Chúng ta chọn kết nối. Chúng ta kéo xuống, chúng ta chọn chấp nhận. Chúng ta chọn tiếp để bắt đầu sử dụng sản phẩm. Vậy là mình vừa hướng dẫn các bạn cách khôi phục lại cài đặt gốc khi mất mật khẩu. Cảm ơn các bạn.